Hello, chào anh em trở lại với channel của mình là Đề Hiền Minh đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là mở skill đệ tử, mở skill 3 đệ tử nhá. Ok anh em, đây là con nick Rian San. Đấy, nhiệm vụ tiểu đội sát thủ. Ok, mặc đồ set đồ thì set đồ HP thôi, phải sát thương đấy, không biết mình đọc nhầm. Ok, thì đây là mình cải trang linh tinh, mình sẽ mặc cho anh em xem luôn đây đấy, hiện rõ hình người luôn. Kia mặc cải trang toàn hình. Đây, con đệ tử thì có 1.499.000 rồi. Giờ thì còn vài ấy nữa thì làm sẽ lên 1.500.000 là mà skill 3. Chiêu hoa thì Masenko bá đạo rồi. Anh em thấy không? Đấy, skill 3 cần 1.500.000 để mở nhá. Ok, 1.500.000. Bây giờ mình sẽ mở skill 3 con nick này. Con đặc này là của một em trên Facebook. Trước anh em cũng nhớ rằng là một em đã mình mở skill 2 cho đệ tử, lần này sẽ là mở skill 3 nhưng mà một con đặc khác. Con đặc huyền thoại Masenko. Ok, thì mình sẽ lên thành phố Vegeta. Thành phố Vegeta nhá. Mình sẽ sang lap 3 để mở skill 3. Không biết là gì đây, hồi hộp quá. Lần đầu mình mở skill 3 cho một đứa hộ người ta mà mở ra skill Kaioken thì sắp mặt. Ok. Mình sẽ sang lap thứ 2 đi. Lap này mở chắc không chắn đâu. Map thứ 2, thấy nhớ anh em mở map thứ 2 được lắm. Ô sao? What? Sao chết thế này? What the fuck, mày đùa tao à? Oh my god. Mình hiểu ra lý do tại sao chết rồi. Anh em qua đây mình sẽ chỉ cho anh em xem tại sao mình lại chết. Đậu xanh mặc ngay cái ấy, đây, anh em thấy không? HP có 16k là bắn một hit là chết là phải rồi. Để mặc ngay cái trang tàn hình vào để cho quái không thấy. Bảo sao nó mặc cái trang tàn hình làm gì? Nó ra là thế. Mình không để HP gốc là có 16k. Đậu xanh HP gốc 16k. Rồi mình sẽ ra giữa map nhá. Mình sẽ là cuối map đi. Mình sẽ ra cuối map đi. Cuối map ở đây không được. Ra cuối map cho đệ tử đánh. Còn khoảng mấy k nữa thôi là sẽ lên skill 3. Mình mong là sẽ mở skill 3 là ngon. Chứ Kaioken là mình sấp mặt luôn đấy. Em nó nhờ là mở skill ít là phải tăng năng lượng, hai là phải ấy. Choáng này là đúng không? Choáng là skill gì nhỉ? Quên rồi. Không sao đi, kệ đi, bây giờ mình cứ mở đi đã. Cố lên nào. Hồi hộp vãi trưởng anh em ạ. Rồi, sắp lên rồi. Đợi khoảng hai con nữa, một con nữa đấy, tầm thế. Cố lên mày. Con đi tử của tao. Cố lên nào. Đi theo nào. Đây nha, mình sẽ tránh nó con này rồi sau mình sẽ cho đi theo. Đi theo bà ấy luôn. Ok, xong con này là xong đấy, là lên đấy. Rồi xong. Ok anh em nhá. Bây giờ mình sẽ dùng thủ thuật đó là tự sát xong về nhà. Tự sát xong về nhà, nó ra làng ở bên hành tinh nào thì về hành tinh đó rồi, về nhà rồi. Ok, 1.500.000 rồi, skill ra rồi đấy. Mình chưa mở đâu, chưa có gì đâu. Mình sẽ về nhà để tăng tỷ lệ may mắn. Tăng tỷ lệ may mắn. Ok, bây giờ mình sẽ đầu mặc cái cờ. Mình sẽ đeo cái cờ lên. Anh em nào. Skill tự sát đâu rồi? Tự sát anh em nhá, tỷ lệ may mắn rất cao. Tự sát luôn, con đấy không chết đâu. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ về nhà nhá. Về nhà. What the fuck man, mày lừa tao à? Đỡ rồi em ơi. Oh my god. Chết mẹ rồi Masenko, chết mẹ Kaioken rồi. Chết mẹ rồi, thôi mình phải tắt game đi bật lại. Chết mẹ rồi. Ôi giời ơi, Kaioken rồi. Ma. Oh ma. Anh em mới phát lại xem Kaioken thì đời mình coi như tắm. Mình bảo chắc chắn anh sẽ mở cho em là một là tài năng lượng, hai là skin choáng gì đấy. Ma, phát lại Kaioken thì sấp mặt rồi. Tôi có phế phẩm luôn. Skill 2 Masenko, skill 3 là Kaioken thì phế phẩm luôn. Con đi từ đừng có bất hiếu với tao nha, đừng bất hiếu. Đậu xanh. Đây, bị lỗi game anh em ạ. Bị lỗi game chứ không phải là mình cố tình bị thế đâu nha. Bị lỗi game, ma nó. Không sao. Mình sẽ tăng tỷ lệ may mắn thì mình sẽ ra làng. Đây mình xem nào, đây. Oh my god. Đệ tử đây vẫn 1.500.000, mình chưa kéo skill cho anh em xem đâu. Đi theo đã. Mình sẽ ra làng mua một cái món đồ gì đó. Anh mua một đồ phải thô thôi nhá.
Đây là một cái áo vải thu đã. Rồi, đổi khu đã, để lấy tỷ lệ may mắn. Q23, ok, Q23. Thôi vãi trưởng em ạ. Mẹ tim đập phình phịch phình phịch. Skill gì đây? Ôi dồi ôi, Masenko huyền thoại. Masenko huyền thoại đang nháy lên. Ra đi mày. Tại tạo năng lượng đi mày. Đừng Kaioken nhá, mày Kaioken mày chọc mù mắt tao đi. Vẫn chưa thấy gì. Anh em ơi, hốt vãi chưa? Vẫn chưa thấy nó ra chưa? Thôi mình sẽ kéo nhá, ra giấy hàng xem nào. Ra gì đây, ra gì đây? Ra gì đây? Nào nào là. Hốt vãi chưa, không muốn kéo. Ok, kéo sẽ kéo nào. Tài năng lượng, ngon gì. Mình thật là tài, vãi trưởng ra skill, ngon. May cho mình là không ra Kaioken anh em ạ. Thôi thế này mình sẽ ngon rồi, bây giờ mình sẽ ăn mừng linh tinh thế nào. Còn đệ tử ngon đấy, Dragon, Masenko, tái tạo năng lượng. Rồi, chứ giờ Kaioken nữa là phế phẩm rồi. Giờ đêm gì nào, xem là nick có cái gì là hot rồi, hot nào. Nhưng mà skill cho mình phải hot ít món đồ nhỉ. Bán đi anh em, bán cái áo vải thô đi nhá. Bán đi. Má, cứ tưởng Kaioken thì sấp mặt. Nhưng mà với cái tỷ lệ HP kia thì Kaioken không ấy đâu, cũng không có thể xảy ra đâu. Với cái tỷ lệ kia với HP của con đệ tử kia thì nó cũng không thể nào có thể ra Kaioken được. Anh em nhìn tranh lệch nhau quá nhiều đúng không? Mày quá, ngon rồi. Hành trang có gì không nào? Vào xem hành trang nào. Ôi trời ơi. Lần đầu tiên mình mở skill 3. Hai lần mở skill 2 rồi. Đây là lần thứ 3 mở skill 3. Đây là lần đầu tiên để anh nói nó lộn thuận quá. Bây giờ mình sẽ comment với chôn thằng chủ lịch. Chôn em ấy là mở skill hỏng rồi. Đâu rồi? Cao Văn Học à, Phương Mạc, nhầm Phương Mạc. Ok. Skin 3 Kaioken. Buồn quá. Buồn quá, vừa sấp mặt luôn ấy. Anh mở như rồi. Má. Chôn nó tí xem nó vào game không nào. Kaka thằng Thanh Liên. Dô game đi. Ok, dô game đi. Đây thì ở đây mình cũng quảng cáo luôn fanpage, đó là fanpage Temovi Ngọc Rồng Online. Em có thể kéo xuống phần mô tả, mình để link ở dưới đây, em có thể vào tham gia và Temovi sẽ chia sẻ những bài viết hay về Ngọc Rồng Online. Em có thể tham gia và vui group ở dưới, mình cũng để link ở dưới, anh em có thể tham gia group. Và đây là fanpage, anh em có thể tham gia và tương tác lẫn nhau, đăng những bài viết về Ngọc Rồng hay là về Dragon Ball Ngọc Rồng, bảy viên Ngọc Rồng. Thì đây là Phạm Hằng F1, thì hiện tại Phạm Hằng thì đang bận việc nên chưa có thể quay lại trở lại kênh Temovi được. Hiện tại kênh Temovi được có Nhật 09 quản lý anh em nữa ha. Anh em còn quay lại subscribe và xem. Và đây là ok chôn thôi. Thành Điên vãi trưởng. Vãi trưởng, mình lừa thế mà tin lại thì sãi cổ. Ok, bia anh em đi để còn kết thúc clip thôi. Anh em nhớ nhá, tham gia Temovi nhá. Ok. Đúng rồi, bia còn gì nữa. Tạm biệt anh em đi. Mà ơi, con lên TV, what the fuck. Thanh Liên lần đầu tiên nó lên TV chắc. Mà nó. Trời ơi. Có thể mình nhầm lẫn Thanh Liên này với Thanh Liên mà skill 2 à? Không biết phải không, nhưng mà ok, kệ đi. Không sao. Anh em nhớ tham gia fanpage nhá. Và like, và chia sẻ và comment những bài viết bọn mình đăng lên. Ok, cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp anh trong video sau. Bye bye và hẹn gặp lại.